Bài 1. Cho điểm A có tọa độ x bằng 3, y bằng 4. Tìm sin theta, cos theta, tan theta, cotan theta, secant theta và cosecant theta. Điều đầu tiên ta xem coi điểm A nằm đâu trên trục tọa độ. Ta thấy điểm A nằm ở phần tư thứ nhất của trục tọa độ. Đây là phần tư thứ nhất, phần tư thứ hai, phần tư thứ ba và phần tư thứ tư tính theo ngược chiều kim đồng hồ. Điểm A nằm trong phần tư thứ nhất vì điểm A có x là dương, dương và y là dương. Đó là điểm A. Theo định nghĩa ta có R là bán kính được xác định từ trục tọa độ đến điểm A. R được xác định từ trục tọa độ O cho đến điểm A nối lại. Đây là R. Và nối xuống trục OX ta có Y. Và nối vào trục tọa độ ta có X. Vậy, tam giác màu vàng ta vừa mới vẽ. Ta đã có X và Y. Ta chưa biết R là cạnh huyền bằng bao nhiêu. Ta phải dùng định lý Pythagore. Theo định lý Pythagore ta có bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Nghĩa là R bình phương bằng X bình phương cộng Y bình phương. Lấy căn ra ta được R bằng cộng trừ căn bậc 2 của X bình phương cộng Y bình phương. Thế vào ta được X bình phương là 3 bình phương, Y bình phương là 4 bình phương. 3 bình phương là 9, 4 bình phương là 16. Như vậy, ở trong căn tất cả là 25. Lấy căn ra ta được cộng trừ 5. Vậy, suy ra R bằng 5. R là distance, là khoảng cách nên R luôn luôn là số dương. Xin lỗi, vừa mới nói tiếng Mỹ là distance, là khoảng cách. R luôn luôn là số dương, vậy ta đã tính được R. Tam giác màu vàng, ta đã biết được 3 cạnh, nhưng ta không biết góc nào là góc theta, góc O hay góc A. Vậy, theo định nghĩa ta có góc tam giác theta được xác định từ trục OX cho đến R. Đây là trục OX và đây là R. Vậy, cái góc màu xanh da trời là góc theta. Dùng góc này ta tính các giá trị lượng giác trên. Theo định nghĩa ta có sin thì bằng Y chia R. Sin của theta bằng Y chia R là bằng đối chia huyền. Đối là 4, huyền là 5. Ta được 4 phần 5. Cũng vậy, theo định nghĩa ta có cos thì bằng X chia R. X là kề chia huyền. Kề là 3, huyền là 5. Ta được 3 phần 5. Kế đến, tan theo định nghĩa là Y chia X. Tan của theta bằng Y chia X bằng đối chia kề. Đối là 4, kề là 3. Ta được 4 phần 3. Cotan ngược với tan là bằng X chia Y. X là 3, Y là 4. Ta được cotan theta bằng 3 phần 4. Còn về secant, ta có secant bằng 1 trên cos là R trên X. R trên X. Tại vì cos là X trên R nên secant là ngược lại là R trên X. R là 5, X là 3. Ta được 5 phần 3. Cosecant ngược với sin. Cosecant bằng 1 trên sin. Sin là Y chia R. Vậy cosecant là R chia Y. R là 5, Y là 4. Ta được 5 phần 4. Đến đây, ta đã giải xong bài số 1. Bài 2.
Cho điểm A có tọa độ x bằng trừ 3, y bằng trừ 4, tìm sin theta, cos theta, tan theta, cotan theta, secant theta và cosecant theta. Điều đầu tiên ta phải xem coi điểm A nằm đâu trên trục tọa độ. Ta thấy điểm A nằm ở phần tư thứ ba của trục tọa độ. Đây là phần tư thứ nhất, phần tư thứ hai, phần tư thứ ba và phần tư thứ tư tính theo ngược chiều kim đồng hồ. Điểm A nằm ở phần tư thứ ba vì điểm A có x là trừ 3 là trừ và y là trừ 4 là trừ. Vậy điểm A nằm trong phần tư thứ ba. Theo định nghĩa, R được xác định từ trục tọa độ đến điểm A. R được xác định từ trục tọa độ đến điểm A, tức là O cho đến A. Ta nối lại, ta được đây là R. Và nối đến trục OX, ta có đây là Y và nối vào trục tọa độ, ta có cạnh này là X. Tam giác ta vừa mới vẽ xong, tam giác màu vàng, có x là trừ 3, y là trừ 4, nhưng ta chưa biết cạnh huyền là bao nhiêu. Ta phải dùng định lý Pythagore. Theo định lý Pythagore, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Nghĩa là R bình phương bằng x bình phương cộng y bình phương. Lấy căn ra, ta được R bằng cộng trừ căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương. Và thế vào ta được trừ 3 tất cả bình phương, đây là x bình phương, cộng cho trừ 4 tất cả bình phương, đây là y bình phương. Trừ 3 bình phương là 9, trừ 4 bình phương là 16, cộng lại ta được 25. Lấy căn của 25 ra ta được đó là cộng trừ 5. Suy ra R bằng 5. Vì R là khoảng cách, là distance, là khoảng cách, nên luôn luôn là số dương. R không lệ thuộc vào chiều của trục tọa độ. Nhắc lại, R là khoảng cách, nên luôn luôn là số dương, không lệ thuộc vào chiều của trục tọa độ. Ta đã có tam giác màu vàng. Ta biết được ba cạnh X, Y và R. Nhưng ta không biết góc nào là góc theta, góc O hay là góc A là góc theta. Vậy, theo định nghĩa, góc của tam giác theta, tức là góc theta, được xác định từ trục OX cho đến R. Được xác định từ trục OX cho đến R. Đây là OX cho đến R. Nhưng cái góc màu xanh này, nó nằm ngoài của tam giác cho đến vào trong của tam giác, ta không dùng góc đó để tính được. Và cũng theo định nghĩa, góc OX từ trục OX cho đến R, đây là trục OX cho đến R, đây là góc màu đỏ, trục OX đến R, đây là góc theta. Vậy ta đã kiếm được góc theta. Trở lại bài, ta có sin theta. Sin theo định nghĩa là bằng y chia r. Y chia r. Y lúc này là trừ 4. Y là trừ 4. Chia r là 5. Ta được trừ 4 phần 5. Và cos theo định nghĩa là x chia r. Thì bằng kề chia huyền. Kề chia huyền. Là bằng x là trừ 3. Chia huyền là 5. Ta được trừ 3 phần 5. Và tan theo định nghĩa ta có, tan thì bằng y chia x bằng đối chia kề. Y là trừ 4, kề là trừ 3. Như vậy, ta được 4 phần 3. Và kê đến cotan bằng ngược với tan bằng x chia y. Cotan theo định nghĩa là bằng x chia y. X là trừ 3, y là trừ 4. Như vậy ta được 3 phần 4.
secant bằng 1 trên cos, 1 trên cos ngược với cos. Cos thì bằng r trên x, vậy secant thì ngược lại là, xin lỗi, cos thì bằng x chia r, như vậy secant là ngược trên cos là r trên x. R là 5, x là trừ 3, ta có trừ 5 phần 3. Và cosecant bằng 1 trên sin, 1 trên sin. Sin là y chia r, thì cosecant bằng r chia y. R là 5, y là trừ 4, vậy ta có trừ 5 phần 4. Đến đây ta đã làm xong bài số 2.